Hôm nay Phương Linh sẽ thoa serum trắng sáng luôn mọi người. Phương Linh lại gần cho mọi người coi nè. Đó, serum trắng sáng. Serum của trắng sáng có cho mình. Cái mùi của nó thơm, rất là nhẹ nhàng. Cái mùi tự nhiên đó mọi người. Thoa serum trắng sáng vô da của mình, nó thấm hút liền. Chị em ơi, nó thấm hút liền, đã lắm nè. Thấm hút ngay và liền. Ngay và liền. Nó thấm mà mọi người sẽ cảm giác được cái thấm của nó luôn á. Mọi người thấy da Phương Ly sao, tại sao da Phương Ly trắng hồng? Mọi người thấy trắng là trắng hồng không? Trắng là trắng hồng chứ không phải là trắng bệch, trắng mét giống như da người ta nha mọi người. Tại vì mình sử dụng những cái mỹ phẩm, những cái dưỡng chất á, nó những cái mỹ phẩm, những cái dưỡng chất mà nó hiệu nó tốt á mọi người, nên vì vậy mà cái da của mình lúc nào nó cũng hồng hào hết á. Còn mọi người thấy mà mình sử dụng cái kem nào mà nó mỗi ngày mình mỗi trắng mà nó trắng kiểu trắng bệt á, trắng bệt trắng bạch á, thì mọi người ơi, mọi người hãy cẩn thận nha. Trắng bệch trắng bạch là mọi người hãy cẩn thận, tại vì cái đó là những cái mà nó hại cho da của mình dữ lắm. Cái làn da của mình á, người châu Á, người Việt Nam của mình, là làn da của mình nó không phải là trắng nhất đâu nghe mọi người. Làn da của mình là màu trắng, là trắng hồng nghe mọi người. Có nhiều người ngã ra trắng hơi vàng vàng đó. Mọi người thấy là Phương Lê đang sử dụng cái serum trắng sáng này. Phương Lê nói là cho mọi người cái serum trắng, sau khi mình sử dụng toner trắng sáng và mình sử dụng serum trắng sáng này là nó sẽ giúp cho cái da của mình nó căng mịn nha mọi người, thấy không? Giúp cho cái da của mình sẽ căng mịn và giúp cho cái làn da của mình lúc nào trắng của nó cũng hồng hào hết trơn á. Và cái serum rất là cần thiết cho da của mình, vì khi mà cái làn da của mình nó thiếu những cái collagen trong cái làn da của mình thì nó sẽ không có làm cho cái làn da của mình khỏe mạnh, nó không làm cho làn da của mình tươi tắn. Thì serum nó đẩy vô trong da của mình, sâu vô trong da, nó nuôi dưỡng những cái tế bào, những cái collagen trong cái làn da của mình bên trong, và nó thúc đẩy cho cái lượng collagen trong làn da của mình sản sinh nhiều. Vì vậy mà khi mà da của mình được thúc đẩy, được nuôi dưỡng bằng đằng bằng serum có collagen rồi, thì cái da của mình lúc nào nó cũng trắng hồng, căng hồng đó, căng hồng mịn màng như vậy đó mọi người.